Xin chào mọi người, thì hôm nay thì tiếp tục dùng mít của anh Phú sẽ thu hoạch đợt 2. Tại vì đợt 1 thì thu hoạch cũng rất là nhiều, chưa hết. Hôm nay thì anh Phú lại tiếp tục thu hoạch. Để mình quay trực tiếp quá trình hôm nay thu hoạch mít cho mọi người cùng theo dõi nha. Ném luôn. Vô nước ào ào hoài vậy đó không sao. Ê, không chịu bây giờ không xuống đẩy bờ này ra vô cái này chị đưa đây bổng lên sắt ra luôn em ơi. Hết đi, bỏ hai ngự đi mày ngon, mày chụp mày thấy lên bao ông rồi dưới ngự à, dưới ngự ra mãi đâu tào lao mà chuyện hết đi cho ông đi vớt cho lẹ. Ừ cũng được, không ngầu rồi đi, mình hãy vớt cái này bước nhẹ nhẹ ra xuống ngự đi, đó ba ngự này, ba ngự thấy lên đi rồi chừng nào sách không được. Vừa đổi rồi cũng ơi. Luôn mà anh Cam ơi. Thôi cắt đây nè. Hai lít bánh sụn. Thôi. Kiếm mình danh kêu đó hả? Giờ ông dụng nhân ông chọn cái gì đó tôi kêu được. Ờ quên nó chạy qua hải đàn ông rồi. Nhân vô lộn. Cái này nó trâu chứ không mà nhiều vậy đó ta. Đó ở đâu ta, cái đó chủ đó đâu đâu. Ê, hỏi hai công nó nằm đâu rồi? Ở chứ đừng có như cái bà kia. Đó, tới già rồi luôn. Rồi. Cái gì mình hỏi trước nó dễ quá ơi. Cái gì mình hỏi trước nó dễ quá ơi. Ô là đâu này ơi. Không sao đâu, không sao đâu, lấy họ nó nhẹ lên nè. Nhẹ lắm. Lúc xuống á. Nhiêu đây lúc gì? Lúc nè mày ơi. Mày đặng đi. Được rồi. Đấy là lát cho mấy em vớt được hơn, lát cái ghe được lâu hơn. Tụi chim tôi chịu cho. Nhiều nó chim không lát ghe nghe. Cho nó trước. Bốn con thằng vớt chứ. Lại ghe đi chao. Mới chắc nữa ghe rồi không sao mà. Thì lấy nhọn bớt rồi được à, nhẹ lên nè. Sao giờ nước nó dồn cái này, tát hết rồi. Kè một phát. Má mấy con bữa làm gì? Bữa nó đâu có đâu. Chi cái chim đi. Lấy nhẹ lên rồi đó. Lấy đi, lấy tranh thủ đi. Khòm khòm tới chút chút. Thế vậy mà nhiều quá ta. Vậy nhiều hôm qua nữa hả? Cắt là vừa là sấy mà tới lộn là chưa mới có cắt. Đó ta điện bằng ta điện không nữa chứ ngộ trời. Kể cái chừng nào mày làm đây nhảy luôn đi. Thế vậy mà cũng nhiều dữ ta.
cắt bớt kìa đó. Ôi ơi cái clip này dữ rồi. Lấy nó nhẹ nhõng lên gì đâu. Bự quá mấy thằng nhỏ làm sao. Xuồng nhỏ mình lấy gì nó mới lúc nổi. Con chiếc này nó bự mà. Với lại nó chẹo vô cái bờ nè. Không sao đâu. Chậm đi nha. Nó chìm mà có sao được. Làng xóm này công nhân chở được rồi. Chở đi quê cho có chở người ta để đi xe không qua 7 giờ chiều luôn. Chứ gọi không đâu. Nó thụng mà ổng tôi giống như quá không đủ xe anh. Nhét sau lưng trái rồi à. Công kỹ chở về tới chở anh bỏ chở xuống người nữa kìa. Bỏ vô bằng nó rớt. Quán được vô bằng. Đó là đó có đường võng gì vậy. Bằng mít mà như đường mặt võng ghê. Sao cha anh có bệnh chạy ngoái sau lưng không à. Má sợ mít rớt. Xong để thế đây đi, chuyện làm gì không anh? Chắc cho gọn lên mới để được nhiều. Này ít gì anh cũng chở hai xuồng à. Đây ba trái nè anh ơi. Đây ngoái anh vớt lại ra đi, cũng vớt hai xuồng anh ơi. Chắc lại nó lâu. Thôi đi ba tới đi anh ba ơi. Kiểu gì cũng hai xuồng à. Ừ, kiểu gì cũng hai xuồng hết trơn. Nội này không là thấy hết phần xuồng hết đi. Bơi tới đường ba ơi. Bơi tới đây anh vớt con trái thôi anh chừa lên trái vậy đó. Còn anh hay sao anh vớt tiếp. Cho nhanh. Kẻ đi. Chứ mình vớt mình đóng cục đó nó lâu lắm. Kìa trước anh ơi. Mà cái rau muống này mà cá mà nó ăn cục cục hết trơn ha. Nãy dục sao mà dính đất ta? Dục sát mé hả? Gần mé quá cái lề nó có. Là này từ từ nó cũng mòn nè. Chạy xuống dưới nó cũng mòn nữa. Khúc này vắng nè, khúc đẳng nhiều kìa. Khúc đẳng nó nhiều. Đây nó trôi nó dồn vô đằng trong đó. Bỏ làm sao em vớt tiếp nha.
cắm tới lên bơi. Đó, xuồng nè, hơn nửa xuồng rồi đó. Nửa xuồng rồi đó.